Thì hôm nay mình lại nhà cái bác này có cây nha mấy bạn. Đây quay cho các bạn coi. Một cây chọc mini mây bầu rủ hai màu nha. Rồi, một cây tắc trái đùm đề luôn. À, các bạn coi thoải mái nha. Đây, một cây chọc mini mây bầu. Quá đẹp. Phu lá luôn nha các bạn. Rồi, cây đồng tiền. Dạ, đợi con chút. Đây. Đó, cây quýt nha. Đây, cái này ở làm sao nha mấy bạn. Đây. Cây nhà bác này chơi cây hơi cổ thụ chút nha. Cây này cây hô thòn á. Bông màu hồng. Rồi. Đó. Các bạn coi. Cây này nhà bự bự mua về chơi là hết ý luôn nha mấy bạn. Cây này vừa có bông vừa có trái luôn. Trái đẹp lắm á. Khủng hoảng luôn ha. Đây. Đây. Dúi Việt Nam nha. Đó, coi thoải mái nha mấy bạn. Đây, một cây hinoki bự. Đây, nhà này thì cây bự bự không này nha. Đó, một cây lâm nữa kìa. Bự luôn. Rồi, cây nguyệt quế nha mấy bạn. Đây, cây nguyệt quế. Nè, Khương thấy cái cây gì? Nè, Khương. Nè, trái nè. Rồi, cây này cây cherry nha mấy bạn. Gốc bự dữ luôn. Rồi, cherry. Này thì cây bự bự luôn nha các bạn. Đây, một cây lá đỏ. Bự, hai thân. Đẹp. Cây nguyệt quế. Đây có gốc tư đằng bự luôn nè mấy bạn ơi. Đó. Gốc tư đằng bự luôn nha. Rồi, cây này cây trái đỏ. Cây táo gai á, nhưng mà lá bạc. Hai thân. Đó. Rồi. Đó. Ui, ổi Việt Nam nha mấy bạn. Đây, cái ổi Việt Nam. Bự. Đây, cây này cũng cây hồ thòn nha, bông màu hồng luôn, gốc bự đẹp. Cây bông giấy. Nó đang có trái nè. Cây bông giấy. Gốc này gốc Trading Maple. Bự nha mấy bạn. Thừ lứ luôn. Ủa cây này cái gì á bác Đăng? Cái nào? Cái này. À, cái dogwood. Là cái gì? Cái đẹp lắm á. Cái dogwood á. Cái dogwood. Cái gì? Táo. Cái cần á. Táo có trái nha. Nó ngát cái mũ được, nấu nước uống cũng ngon á. Cây này. Cây này cây ngũ sắc Việt Nam mình kêu cây ngũ sắc nha mấy bạn. Đây. Ôi, cái gốc quằn quại luôn nha mấy bạn. Cây này đẹp nè. Cây này cây ngũ sắc nha mấy bạn. Cái gốc bự quá. Đây, cây này cây quýt. Quýt Nhật nha. Trái nhỏ 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 nhỏ. Đây nè. Góc là bự bự không nha. Ôi. Cái này cây lâm. Trái.
Trời. Rụng lá rồi là bông màu tím đẹp lắm nha mấy bạn. Hòn. Đây, cây đậu quyên. Cây đậu quyên nha. Cây táo. Cây cây táo nha. Này chắc chắc hâm mà gốc bự quá toàn ơi. Nó giống như chắc hâm vậy đó mà trái nó nhỏ chắc hâm. Ôi nhà này có mấy con cút cà tu nữa mấy bạn. Bác toàn có chơi cát nữa nha. Này là cút cà tu Úc nha mấy bạn. Úc cút cà tu Thái Lan thôi nha. Còn này chim Úc ạ. Rồi nó hiện. Trời ơi cái mặt nó mà né theo máy hình mình chứ. Con này. Con này. Con này cũng đẹp nữa nè. Nói đi. À. Con này Amazon không bác Tùng? À, mini, mini mini Macau phải không? Nè nói đi ba ơi, đi ba ơi đi ra đây bà cho bà đây nói coi, nói đi ba ơi à. Nói ba ơi, nói đi bà cho bà ơi đi rồi ăn nghe nói nghe. Give me kiss. Give me kiss. Cắn không bác Tùng? Không. Give me kiss. Give me kiss. Bà ơi đi nói, nói đi rồi ham ăn rồi nói coi. À bà ơi yeah. Bà ơi, bà ơi nói đi. Ừ. Có khách đi. Nói đi có khách. Nói coi. Nói có khách. Có khách đi. Thôi không kiếp. Có khách. Con này biết nói không Toàn? Mới tập. Con này cũng baby luôn hả Toàn? Ừ. Rồi. Để đây. Bà ba. Đeo lên. Bỏ ra. Má mày nắm cũng vậy. Để đây. Cái này con không bác Tùng? Ừ. Gala. Con này gala gì phải không? À gala. Cũng của Úc mình phải không? Úc. Xuống đi. Ừ. Cắn không? Không. Rồi nó cắn một cái là chết con người. Có đâu. Thôi không có bài. Không có bài. Không có bài. Ok. Rồi. Rồi. Sơ sơ vậy thôi nha mấy bạn. Clip mình kết thúc tại đây nha. Hẹn mấy bạn vào những clip sau nha.